tủ lạnh phân khúc hơn 10 triệu là một cái phân khúc mà tôi biết là rất nhiều khách hàng có nhu cầu thế nhưng mà có một cái thực tế là không có để cung cấp các bạn ạ tại vì ở cái phân khúc hơn 10 triệu này chúng ta sẽ rất khó chọn được tủ đẹp mà tại kho nhật bùi huy thì chỉ tủ đẹp tôi mới mang về để bán thôi Thế nên là khách hàng rất nhiều khách hàng đặt tôi cũng không dám nhận cọc ngày hôm nay tôi sẽ lên một mẫu tủ lạnh trong phân khúc hơn 10 triệu này nếu các bạn mà có nhu cầu thì chúng ta có thể lựa chọn mua những mẫu tủ như thế này các bạn nhé cái mẫu tủ ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn là một mẫu tủ lạnh đến thương hiệu Palasolic. Vẫn là cái chất hàng mua đấu giá và hàng đẹp nguyên bản chúng ta sẽ không phải sửa chữa hay là sơn tút ở vị trí nào cả các bạn ạ. Dùng những chất tủ như này chúng ta sẽ hoàn toàn là yên tâm. Mẫu tủ của Palasolic thì nó sẽ làm mặt nhôm phay. Các bạn nhìn này, bề mặt của nó không phải là sơn thông thường, mặt nhôm phay. Nhìn nó rất là sang, Đó. Rất đẹp đúng không ạ? Mẫu tủ này thì nó sẽ có dung tích lít là hơn 400 lít phù hợp cho một cái gia đình khoảng tầm 5 người trở lại còn nếu nhà chúng ta mà quá đông người á, thì chúng ta có thể cân đối để mua cái mẫu tủ 6 cánh dung tích rộng hơn các bạn nhé chúng ta cùng xem qua cái điểm thẩm mỹ của nó một lượt nhé màu chủ đạo của nó thì là màu vàng sâm bay. cái màu này chúng ta rất dễ kết hợp với màu nội thất cũng là một cái màu phổ thông cho những cái mẫu tủ mặt nhung phay và điều khiển của mẫu tủ này thì nó nằm ở bên ngoài chúng ta điều chỉnh độ lạnh cỏ ngăn đông hay ngăn mát thì đã rơi thì đều điều chỉnh ở đây hết nhé tôi sẽ có bản dịch tiếng Việt và clip hướng dẫn chúng ta sẽ rất dễ sử dụng thôi kích thước của nó thì chiều ngang là 60 cm chiều sâu là 70 và chiều cao là 1m82 thiết kế 5 cánh và 5 ngăn riêng biệt nội thất của nó cũng rất là rộng với một gia đình khoảng 3 đến 5 người thì chúng ta dùng ok gọi ạ hai khay trên này của Pana sẽ thiết kế là khay kính còn khay này là khay nhựa để chúng ta dễ dàng chúng ta có thể là tháo rời Chúng ta gia tăng khoảng cách để các cái đồ cho nó được uh, cao hơn Mẫu tủ này sẽ được uh, khử mùi dịch khuẩn với công nghệ AG cộng nhé Nói về công nghệ khử mùi dịch khuẩn thì nó là thế mạnh của Panasonic rồi Nên chúng ta dùng các mẫu tủ Panasonic này chúng ta sẽ không bao giờ thấy bị uh, lẫn mùi Khoang trên này chúng ta sẽ để đồ ăn chín này Để nước uống này Và để quả Khay cánh này chúng ta sẽ để được rất nhiều cái chai nọ này Đấy với cái tầm tiền hơn 10 triệu nhưng Panasonic họ làm mọi thứ vẫn là rất chỉnh chu hệ thống đèn hát sáng hai bên này và ở trên xuống thì nó giảm điểm mù nhìn cái khoang nội thất của nó cũng sáng sủa hơn là các cái thương hiệu khác về công nghệ nó sẽ được trang bị đầy đủ các công nghệ ví dụ như là đá rơi tự động này làm lạnh tạo ẩm hay là khử mùi diệt khuẩn thì đều có đủ cả các bạn nhé bên dưới này sẽ là một ngăn đông nhỏ và một ngăn đá rơi dưới đây là một ngăn đông lớn được chia thành hai khoang và dưới cùng đây là ngăn mát để chúng ta để rau chúng ta cùng nhìn lại cái ngoại hình của nó một lần các bạn nhé mẫu tủ này thì hiện tại bây đang được kho nhật Bùi huy bán ra với một cái mức giá là 13 ba triệu tám trăm nghìn hiện tại hàng đang có sẵn tại kho nhật Bùi huy các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi để tư vấn các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh youtube Bùi huy kho nhật bấm vào biểu tượng hình cái chuông ở góc màn hình để khi tôi lên clip các bạn sẽ nhận được thông báo và xem clip của tôi nhé thời điểm uh, những cái tháng cuối năm này Hoàng Nhật Bù Huy sẽ hứa hẹn mang về rất nhiều những cái siêu phẩm với giá hợp lý các bạn nhé vâng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau